Xin chào tất cả quý vị đang quay trở lại với kênh Vina TV ngày hôm nay. Hiện tại hôm nay thì Phu Tha đang có mặt tại Huế quý vị ơi, một trong những thành phố đẹp, thành phố mộng mơ của Việt Nam, đó là thành phố Huế. Ngay mà Phu Tha đang đứng đây là ngay ngã tư đường Trần Hưng Đạo và Phan Đăng Lưu quý vị. Và đối diện phía bên Phu Tha đang đứng đây là cầu Gia Hội nè. Đây, cầu Gia Hội của Huế. Đó, và phía bên chéo bên Phu Tha bên kia là chợ Đông Ba, rất là nổi tiếng. Thì hôm nay Phu Tha đi ngang qua đây quý vị, vô tình thấy có một cái tiệm bánh mì nhìn trang trí rất là đẹp, thì Phu Tha muốn ghé lại hỏi thăm cũng như là chia sẻ đến với toàn thể quý vị. Thì bây giờ xin mời quý vị cùng với Phu Tha đi vào hỏi thăm cô nhé quý vị. Ủa, audience hả? Audience. Dạ. Đây. Ông nói là audience. Audience cho ông hỏi là ông bạn ở đây được lâu chưa audience hay? Lâu rồi. Dạ, khoảng bao nhiêu năm rồi audience? Năm rưỡi. Một năm rưỡi hả? một năm rưỡi audience. Dạ, bạn lâu rồi. Mẹ ông bạn lâu rồi, ông mời bạn 2-3 năm đó. À, nghĩa là ông là... Đấy là của được mẹ ông. Truyền lại, truyền lại từ mẹ ông. Dạ. Trước đó là mẹ ông bạn rất là lâu năm rồi. Từ đó mời bạn. Dạ. Nhưng mà... Ông gọi biển là chính xác là khoảng bao nhiêu năm không? Chả nhiều, vậy là 35, 45. À, 34 năm rồi. Dạ. Thì hàng ngày như vừa là mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ đi hay? 2 giờ. 2 giờ chiều đến 11 giờ. Tới 11 giờ đêm. Dạ. Rồi, chân nữa thôi. Dạ. Ở đây con thấy có cái bánh mì á, nhìn o xếp rất là đẹp và rất là lạ mắt nữa. Cái này là o điên từ xếp hay là mẹ o điên gì o xếp? O từ xếp, o từ làm. À, o từ set up, từ làm hết luôn. Ồ, đẹp quá. Ôi đi giới thiệu cho con một vòng hết đấy được không ôi đi ăn? Ôi đi ăn bên lạc sườn, trà, trứng, xúc xích, thịt rim, pate rồi. Cái này là thịt rim mà. Thịt rim, thịt rim. Dạ, con cái này là pate. Rồi. Dạ. Pate này là ở từ làm luôn hả? Ở từ làm luôn. Dạ. Đi ăn từ làm hết. Dạ. Trà là mua. Dạ, chỉ có trà là mình mua. Bình thường mà một hộ mà bình thường là ôi đi ăn bạn bao nhiêu? 10.000 tạm à. Từ 8 ngàn tới 10 ngàn. Nếu mua mày bạn mày ủng hộ Bình Dương nó bà chứ hết. Dạ. Ở bạn Bình Dương rồi. Dạ, dạ Bình Dương. Ai cứ mua mày bạn mày. Dạ. Ồ trận to ha. Thì bây giờ ở điên lại cho con bộ bình mi. Dạ. Con phải ở điên bạn mới vô lên trên hồ bố phải ở điên á. Thịt chiêu. Dạ. Rồi. Nó có có loại gì rồi. Dạ. Muốn mi à? À có khách rồi khách. Ở người làm cho khách kiểu đi. Ồ. Ồ, làm sườn ấy. Dạ, hồi nãy có lá chín luôn, hôm nay có lá chín luôn. Lá chín luôn. Rồi ông người đẹp á. Dạ, người đẹp mà. Đã lý là nói ở trước đấy hả? Hẹn ở trước này ở định phận đô. Dạ. Rồi, chín là ông mặc bảy đấy à. Ở đẹp chưa? Dạ. Dạ. Ở tư tính nói đẹp đấy. Dạ, điên vui vẻ.
Dạ cảm ơn anh, cảm ơn chú. Dạ dạ. Ờ trên đây con thấy rất là nhiều đấy. Đây là khoảng bao nhiêu ô hè? 200 hộ. Ồ, 200 hộ. Chà. Rất là đẹp đúng không quý vị? Thì đó bạn cái đất đó được hết. Dạ, bạn đất. Đầu tiên là ô bò ở Party. Khách sạn nhà mua hè. Mua răng mua đôi nữa. Dạ. Mà nhà chỗ làm đấy nữa. À. Chụp ảnh mua này giờ ban á. Dạ. Lập sửa. Bạn mấy cháu trong quá thì đẹp cũng là bạn á, em mới luôn phố. Dạ, thì là đẹp luôn. Nó cho đâu, sầu luôn cho con á. Sợ đi đâu kìa. Ô, thầy mẹ đang thương chứ. Thầy ở làm đi đang hướng chứ. Có cái nền quê có mất. Quê đâu mà quê. Quê được là không hiểu chuyện rồi. Tại vì phải thương, tại vì thầy ở làm ở ngoài đi. Con bé áo mặt quê. Nó chơi tắt cái đó. À, thôi tạm thời Phú Tha dừng ở đây để tí nữa Phú Tha ăn, Phú Tha sẽ quay cho quý vị xem nha. Ổ bánh mì có rất là nhiều thứ ở trong đây. Tại bây giờ ô điện hơi ngại. Thì nếu mà quý vị có đi đến chợ Đông Ba, đối diện chợ Đông Ba ngay góc ngã ba Phan Đăng Lưu và Trần Hưng Đạo, gần cầu Gia Hội quý vị, thì quý vị có thể ghé ở đây dùng thử một ổ bánh mì của ô điện nha. Một ổ bánh mì thì có giá từ 8. Trước khi ăn thì mình phải rửa tay quý vị ơi. Đây vị. Thì hồi nãy chúng ta mới mua ở bánh mì Cô Điền nè. Bánh mì cầu Gia Hội chợ Đông Ba Cô Điền. Đầy quá. Đó. Mặc dù là ở Huế nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên mà Phú Tha ăn cái ổ bánh mì mà có nhiều nhân như vậy nha quý vị. Có nhiều nhân lạ như vậy nè. Đó. Ở đây thì nhìn sơ qua là có lạp xưởng nha quý vị. Lạp xưởng, có trứng chiên, có xúc xích, có thịt, có dưa leo. Đó. Ổ bánh mì này thì có giá 10.000. Đó quý vị. Cô Trang cái nước sốt đó quý vị. À, bên đây thì có pate. Pate ở đây thì Phú Tha thấy nó lạ so với những cái pate ở trong miền Nam. Là pate ở đây nó không có được nó không có đặc và không có mịn giống như ở trong miền Nam quý vị. Ở trong miền Nam thì Phú Tha thấy rất là mịn, còn ở đây thì hồi nãy là Phú Tha thấy còn rất là nhiều nước. Thì cái điểm này thì Phú Tha thấy là lạ. Còn cái bánh mì mà cô xếp thì thấy rất là đẹp. Rồi bây giờ xin mời quý vị dùng ổ bánh mì ở ngoài Phú Tha thì rất là nhỏ nha quý vị. Nè. Nó chỉ khoảng tầm 20 thôi. Rồi xin mời quý vị. Nó đậm đà luôn quý vị ơi. Tại hồi nãy là Phú Tha mua ở trong đó, Phú Tha phải tìm một cái chỗ nào mà diêm diêm mát mát á, Phú Tha ngồi. Nên có lẽ là cho Phú Tha chạy một cái thời gian nên bánh mì nó hơi nó hết hơi không giòn nữa rồi. Ngon. Còn cái gia vị ở trong thì rất là thấm. Nhìn cái màu nó đỏ như vậy nhưng mà thật ra nó không có cay nhiều quý vị ạ. Ở đây thì cô bắt đầu bán từ nãy nói mấy giờ quên mất tiêu rồi. 2 giờ chiều cho đến 11 giờ đêm. Thì nếu mà quý vị nào mà có đi ngang qua đó thì quý vị có thể ghé vào ủng hộ cho cô. Ngon. Cái thịt đó thì thấy là không phải là thịt nạc, cái kiểu như là thịt ba chỉ á, rất là ngon. Có rau răm.
Cô ta lựa cắn miếng hơi nhiều. Cái thịt nó lạ lắm quý vị ạ, cái thịt nó có cái mùi thơm thơm á. Cái mùi thịt này cô ta thấy là cái mùi có đặc trưng ở Huế, ở trong miền Nam thì không có quý vị. Thì thôi chắc bây giờ chúng ta tạm dừng ở đây nha quý vị. Nhìn chung một ổ bánh mì mà 10.000 như vậy thì chúng ta thấy rất là rẻ và ăn cũng rất là ngon. Mặc dù chúng ta đi đường xa nên nó hơi nguội một chút xíu rồi, nó không có được giòn thôi. Còn những cái gia vị ở trong này chúng ta thấy rất là đậm, ăn rất là đặc trưng của Huế luôn. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay của Phu Tha nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo của Phu Tha. Bye bye.